Bạn Vũ giấu tên đã huy scan 100.000 đồng. Đấy có bạn Vũ nhá. Victor Sivana cho tôi. Bạn Vũ ơi, ấy bạn Vũ đấy trả kèo à. Bạn 10k đúng không? Bạn nào nhỉ? Bạn Vũ đúng không? Ấy Sivana hả? Sivana giảm sức mạnh rồi, việc phân tích á. Nó giảm nhiều luôn á. Ấy mà kiểu một chút nô lệ của đồng tiền không? Kiểu 100k mới chỉ là sự khởi đầu không? Kiểu vào ăn một mạng được 100k nữa không? Ăn 10 mạng được 1 triệu. Khóa luôn, lóc luôn, lóc luôn, lóc luôn, lóc luôn. Tôi nghĩ đến cái muốn lóc à? Muốn lóc con này. Lóc con này, lóc con này. Insta lóc này. Bị giảm sức mạnh rất nhiều rồi nha, nhưng mà vẫn đánh. Chứng tỏ đây là một người mà nó rất là tâm huyết với những viewer và donator. Wow, lý bày. Một mạng 1k. Nếu anh thấy ít quá, thêm một số không. 10 mạng 1k nhé anh mặt cười. Đấy, cảm ơn Đức nha, cảm ơn Đức nha. Một mạng 1k rồi, Đức đang ở Nhật à? Gia 1.000 yên tu Việt Nam đồng. 168.000 rồi nhá Đức nhá, một mạng 1k nha, một mạng 1k nha. Đã chốt, đã chốt. Đức đổi ra tiền Việt giúp anh nha. Chứ một tỷ giá ngân hàng yên dạo này nó tăng. Nhưng mà anh thì anh lấy rẻ thôi, anh lấy 160 thôi. Không cần 168, 160 thôi. Cánh này rứa thôi. Đấy, cảm ơn Besmet nha. Trận này em lên cho AH Khánh kèo một mạng 10k hút cho nó đã cho tụi nó biết rồi. Lễ hội đi AH. Rồi, được 170 một mạng, 170 một mạng. Ơi Vũ thêm một kèo 1 triệu một mạng nữa. À 100.000 thôi cũng được, 100.000 một mạng nữa. Thì là mình được tầm 270.000 một mạng à. Ua, cái mày ăn tầm 20 mạng là 4.5 triệu 4. Đánh xong một cái mọc sim luôn chứ. Cảm ơn Khang nha, thank you Khang. Một mạng một đôi nhà anh Khánh. Rồi, một mạng một đôi lại. Hay là bây giờ mình đi ganh luôn nhở? Không cướp rừng nữa. Cũng đi ganh được á? Không, Sivana đi ganh gì anh em ạ? Wow, lý bày! Trưởng tôi nhưng mà chúng lập lăng. Dạy toàn dạy SVKS với không một tư đi. Một. Nó Khánh này rứa thâu. Nó Khánh này rứa thâu. Rứa thâu. Ping cái E lên, ping cái E lên, ping cái E lên, ping cái E lên. Hai. Chắc ăn. Tưởng mạng của tôi chứ, tôi đang đếm mạng anh em ạ. Discount 50% anh cảm ơn discount 50% nha. 15 mạng 1m5 nha. Rồi, nhưng mà khó nhở, 10 phút mới được có một mạng thôi. 15 mạng là game này tôi nghĩ phải dài lắm á. Tại vì bây giờ mình chưa có mạng thì khả năng ăn mạng của mình trong này cũng thấp chứ không cao. Đó. Đó. Dùng mà dùng chết được luôn. Không dùng chết được luôn mà. Ây à. Cái E là quay. Cái E có thêm mơ. Cái W rèo, cái rèo, cái rèo. Trời ơi, tôi đứng đi. Ôi quá. Có R anh em ơi. Đánh con này là bắt buộc phải có R. Ok. Đôi khi không cần cũng được này. Yeah, phải có giờ rồi anh em ạ. Ủa phần nãy mình ăn blue không phải bọn nó sẽ dướn dướn lên một tí mà nó không thấy mình nó dướn lên một tí trong lúc mình ra mình có giờ là lụng hết. Lỗi tôi. Wow, lý bày. Yếu gì ta? Bộ mấy cái em mình yếu vợ.
kẹo và nó khó, thử thách hơn. Ây à, e chờ QR, chờ QR tốc biến. Đuổi xuống đây được không? Wow, lý bày. Có thứ anh dạy mới, ảnh tan xong không một tác dụng. Thằng Jack mày có nhìn sau không vậy? Quyên con nói sai đó, mày đi đâu vậy Jack? Bot miss gap à, đúng. Không có dừng mà được. Tự chửi tao. Perfect. Perfect. Đúng nỗi đau luôn. Cả thứ giả trước khi đánh nè. Người đánh đủ thứ giả luôn. Ôi, thả giả, tôi cứu tha đi. Ơi, pha thả thứ giả quá hay luôn đấy. Úp thằng kia luôn. Ôi, em chưa này. Không AD làm gì trong đó, ai AE chưa. Rứa đâu mà được một màn. Why no FF và can win my friend. Rứa thâu. Các phải cho tôi đánh như dữ nổ á. Vào thì khó rồi ta. Bu 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 lại à, hậu quay trưởng cái là hả? Hết tờ máu. Nhưng mà không sao nha anh em ơi. Quýt. Nhắm mắt ngủ quên cái 4 mạng luôn kìa. Phá một lần hai nhà lính luôn. Mẹ. Tham ăn vậy. Giờ sao mà mình tôi thì không giết được nó. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Wow, lý bày. Ôi giời ơi. Ê, cảm ơn Cường nhá, cảm ơn Lâm nhá. Mít luôn, thẳng mít luôn, khỏi phải bé đừng luôn. Còn hai cánh hơi lỏ. Muốn tanh thì tôi mới chịu. Chắc tôi về rồi. Về rồi. Wow, lý vậy. Tanh luôn bà Rome ơi, còn tam bà lẹ. Để đánh vài cái lấy rò coi nào. Chi chi. Đéo có vệ quân nha, đi ra ngoài là mất vệ quân luôn. Ta chạy ra kịp. Đi bộ ra hả? Yeah.